Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán tài cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay ngày mùng 5 tháng 1 năm 2020 và bây giờ thì cũng là 10 giờ tối các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm bên mình, các bạn thể là lên kênh YouTube này nhá. Đây. Các bạn lên kênh YouTube này. Đây các bạn gõ kênh là Triệu Phú TV nhé. Đây các bạn gõ kênh để tìm kiếm kênh Triệu Phú TV. Đây ạ. Sẽ ra kênh của nó là mình là 55.000 lượt sub các bạn nhé. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ giá rẻ, thì các bạn có thể là vào kênh YouTube của mình, các bạn xem các video mình để lựa chọn điện thoại cũ giá rẻ và phù hợp với các bạn để sử dụng các bạn nhé. Thì buổi tối ngày hôm nay thì bên mình về được mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ, thì mình muốn thanh lý và báo giá cho các bạn. Thì là sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được cây này, cây là iPad mini 2. Cây iPad mini 2 này, con này là phiên bản là wifi các bạn nhé. Đấy, iPad mini 2 con này là phiên bản wifi. Đấy, thì vì nói chung là cái wifi thì bây giờ đi đâu cũng wifi rồi, nên các bạn cũng 3G nói chung là cũng không cần thiết cho lắm. Đấy, tại vì cái sóng 3G thì nó cũng chậm lắm, nó không bao giờ bằng được cái wifi cả. Đấy, iPad mini 2 con này là phiên bản wifi. Đấy, con này thì là bản của nó là bản 16GB các bạn nhé. Đấy, bản 16GB, bản Mỹ 16GB. Con này thì là pin của nó là pin hơn 6000, màn hình con này là 7.9, gọi là 8 inch các bạn nhé. Đấy, thì là bản wifi thì có nhiều, rất nhiều tính năng. Đây các bạn quay phim chụp ảnh nói chung là có tuyệt vời luôn. Đấy, các bạn quay phim chụp ảnh hay livestream các kiểu thì bán hàng livestream Facebook các kiểu rất là ok các bạn nhé. Thì mình sẽ vào YouTube xem phim nghe nhạc cho những bộ sản phẩm mà YouTube cho các bạn này. Được cái nó thiết kế là iPad mini 2 được cái là hai loa kép nhé, các bạn nghe nhạc cực kỳ là sướng này. Có lỗ cổng sạc của nó là cổng sạc của iPhone 5 6 7 8 9 10 thì rất là tiện lợi luôn. Mình sẽ kích vào nhạc luôn này. Đây, mà rất là nhanh. iPad mini 2 thì lướt cực kỳ là nhanh các bạn nhé. Đấy. Đấy các bạn về xem phim nghe nhạc cực kỳ tuyệt vời. Thì nó là cái hai loa kép là nghe nhạc rất là sướng nhé. Mà cổng sạc rất là thích, cổng sạc trên nhỏ rất là thích nhé. Đấy. Còn mini 2 này thì bên mình đang bán các bạn giá là 2.500.000. Đấy. Chỉ với giá là 2.500.000 thôi. Bạn nào thích sản phẩm iPad mini 2 này phiên bản wifi này, các bạn nhận hàng sớm nhất một qua Zalo. Đấy, một là qua Zalo, số đây mình dùng Zalo này. Đấy, và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại của mình. Đây ạ. Số của mình thì có hai số, một là đây, một là 0966221789, số này mình dùng Zalo luôn các bạn nhá. Nếu mà Zalo mình không trả lời kịp ý, thì mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại đặt hàng mình. Tại vì liên hệ bây giờ thì các bạn nào cũng đang đăng ký nhỏ tháng là mấy chục phút gọi rồi, các bạn gọi mua một con máy nên là không phải lo tốn tiền các bạn nhá. 0833221789. Đấy, các bạn gọi trực tiếp cho mình sẽ tư vấn và là coi như là thứ nhất là tư vấn và thứ hai là trao đổi cho bạn là những sản phẩm nào bên mình còn hay là hết rồi thì mình sẽ nói thẳng luôn nhanh, tại vì nhiều khi tin nhắn không trả lời kịp thì là mong các bạn thông cảm nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm iPad mini 2 thì các bạn nhà mình là sớm nhất nhá. Đấy, hình thức mua hàng bên mình rất nhiều hình thức. Thì các bạn nào tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn chuyển khoản trước thì mình sẽ chuyển lại trước 100%, thì mình sẽ free ship các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình, các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán các bạn phải cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm. Và tất cả sản phẩm bên mình là lỗ được 1 tuần và bảo 6 tháng. Bên sản phẩm bên mình thì là cứ nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán, nên các bạn cứ yên tâm mua hàng bên mình các bạn nhé. Đấy. Đây và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần có thể là qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu, trao đổi và mua bán. Đấy, rất là ok luôn. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lấy được này, con này là con về được con Vivo Y19. Con này là con Vivo Y19 các bạn nhé. Vivo Y19 của nó, cấu hình của nó là RAM 6GB này. Đấy, con này là phiên bản là RAM 6GB này. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Màn hình con này thì là màn hình của nó là 6.53 inch. 6.53 inch luôn, cực kỳ là to và cực kỳ là lớn luôn. Pin con này thì là pin 5000 các bạn nhé. Bộ nhớ trong là 128GB, RAM 6 các bạn, tha hồ lưu trữ luôn. Đấy, màn hình con này là màn hình Full HD cộng luôn, 6.53 inch. Con này thì mặt lưng thì có xước phẩy theo thời gian, kiểu khách không dùng ốp ấy. Có xước phẩy theo thời gian. Camera của nó là 1, 2, 3, 3 camera, 1 điểm flash và vân tay, rất nhiều tính năng này. Màn hình tràn viền rất là đẹp các bạn nhé. Còn Vivo Y19 này, vỏ phẩy theo thời gian này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2.600.000 nhé. Đấy,
chỉ với giá là 2.600.000 thôi. Các bạn đã sở hữu con sản phẩm là Vivo i19 RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB. Nói chung là các bạn dòng những dòng này và vần này các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt rất ít nha các bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Vivo i19 các bạn hàng sớm nhất nhá. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Vivo này. i51, đấy, Vivo i51 nhá. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con Vivo i51 này là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Các bạn về làm thay một máy phụ nghe gọi rất ok. Con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 750.000 các bạn nhé. Đây, con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 750.000. Còn Vivo i51 RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Mình sẽ xả cho bạn với giá là 750. Đấy, rất là rẻ nhá. Bạn nào thích sản phẩm Vivo này các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhé. Đấy, rất ok ạ. Đây, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được hai con này là hai con Solid Performance. Đấy, Solid Performance thì là RAM 3GB nhá. Đấy, Solid thì hàng nói chung là hàng của Nhật, thì các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi. Đấy. Đấy. Đây, Solid Performance RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, camera sau của nó là 23MP luôn. Con này thì là máy màu bạc nhá, con này thì ngoại hình còn 90/90%. Đây, nhà mình còn hai chiếc màu bạc này. Con Solid Performance này. Đấy. Solid Performance là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.550.000 các bạn nhé. Đấy, bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.550.000. Bạn nào thích sản phẩm Solid Performance thì các bạn nhận hàng sớm nhất nhé. Đấy. Con này thì ngày trước mình bán nhiều lắm. Nói chung là năm ngoái mình phải bán biết bao nhiêu con, khi vài trăm con các bạn nhé. Đấy, năm nay thì hàng này nó không có, nó ít lắm. Đâm là mình chỉ có về được 1-2 cây thôi, mình bán cho bạn thôi. Solid Performance này nhá, 1.550.000 các bạn nhá. RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Các bạn dùng thì quá tuyệt vời luôn. Đấy. Solid này rất là đẹp. Máy đẹp đen keng luôn. Đấy. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Oppo A12 nhá. Oppo A12 thì con này khách vừa mới mua xong luôn. Đấy, vừa mới mua được có vài hôm được các bạn nhá. Đây. Khách con này thì mua vừa mua được vài hôm. Đấy, vừa mua điện máy xanh có vài hôm thôi. Cắm bên mình hết hạn này. Đấy. Đấy, con Vivo con này là gì nhỉ? Con Oppo A12 các bạn nhé. Đây. Con này thì là không khác gì máy mới luôn. Mặt sau khách còn đây. Còn dán cả miếng ni lông rồi luôn này. Đấy. Ốp các bạn nhìn nó mới quen luôn này. Đấy. Con này thì không khác gì máy mới luôn. Con này thì khách vừa hôm nay vừa cắm bên mình hết hạn xong. Tính năng quái gì đây. Đấy. Đây. Còn Oppo A12, con này phiên bản của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Màn hình con này thì là màn hình của nó là 6 inch, hơn 6 inch. Pin thì là pin hơn 4000. Đấy, hai camera kép này, vân tay này. Đấy, Oppo A12 nhá. Con này là mới của năm 2020 này. Đấy, mới ra của không năm 2020. Con này thì bên mình đang bán giá là 2.1 triệu các bạn nhá. Con Oppo A12 này 2.1 triệu. Đây, máy thì không khác gì máy mới nhá. Con này thì là vừa mới ra mắt xong rồi mà. Đấy, khách vừa mua chưa được 1 tháng thôi. Đấy, dùng đâu được có hơn tuần các bạn nhé. Đã cảm ơn mình hết hạn rồi. Thì hôm nay mình sẽ bỏ ra thành lý cho bạn với giá là 2.1 triệu con Oppo A12 này các bạn nhé. Đấy, điện thoại mới nó mất giá kinh khủng luôn. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A12 này các bạn nhà hàng sớm nhất nhé. 2.1 triệu cho các bạn nhé. Đây ạ, tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con LG G7. LG G7 con này máy màu xanh các bạn nhé. Đây, máy màu xanh xanh đậm này. Còn LG G7 máy màu xanh đậm này. Con này phiên bản là RAM, con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong con LG G7 là 64GB. Màn hình con này là màn hình của nó, độ phân giải của nó là 2K. Màn hình của nó là tràn viền 6.1 inch các bạn nhé. Con này là bản Mỹ nhá. Bản Mỹ, con này là chạy chip Snap 845. Các bạn chiến các loại game luôn. Con LG G7 này. Đấy. Dùng cực kỳ là phê luôn. Nếu bạn nào mà đam mê những sản phẩm dòng LG thì các bạn dùng cực kỳ tuyệt vời. Con LG G7 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.800.000 nhá. Con này thì là máy còn zin áp suất luôn, các bạn đi mưa đi gió cực kỳ là ok nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm LG G7 này các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhá. 2.800.000. Đấy, máy zin áp suất luôn. Đây, màn hình 2K. Nói chung là các bạn xem phim 4K, nói chung là 8K thì cực kỳ tuyệt vời LG G7 ạ. Rất là tuyệt vời các bạn nhé. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được hai con iPhone nhá. Hôm nay nhà mình về được hai con iPhone 6S này. Đấy. Hai con iPhone 6S, con này là mình sẽ giới thiệu cho các bạn này. Ngoại hình của con này còn độ 90% thôi.
vỏ thì cũng hơi vẩy theo thời gian, hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì là vân chân vân tay đầy đủ các bạn nhé. Con này là bản quốc tế nhé, iPhone 6s con này là bản quốc tế, nhưng mà con này là bản 16GB nhé. Đây, iPhone 6s con này là bản quốc tế 16GB. Đấy. Đây, vân chân vân tay đầy đủ. Pin con này thì là mình sẽ xem tình trạng pin các bạn. Con này là bao các bạn là main zin, màn zin. Pin con này tình trạng pin con này cũng 90%. Con iPhone 6s này thì bên mình 16GB này, thì con này thì bên mình đang bán mọi giá là 1.900.000 nhé. Mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.900.000 luôn. Đây, iPhone 6s 16GB 1.900.000 nhé. Đấy. Còn con màu trắng này, hôm nay mình về con này là 64GB. 64GB này thì con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2.400.000 nhá. Pin con này còn rất là cao, 93% luôn. Đấy, main zin, màn zin nên các bạn yên tâm. Đây ạ. Phiên bản là 64GB này, màu trắng nhá. Vỏ thì hơi phải theo thời gian thôi. Con này thì là hai con này thì mình cũng thâu lại với khách ngày hôm nay xong. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2.400.000 nhá các bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm gì nhỉ? iPhone 6s nhỏ này các bạn nhá, hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, 2.400.000. Và con này là 1.900.000 các bạn nhá. Đấy, nhà mình có hai con các bạn nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình cũng có thể là đăng ký kênh, bật chuông thông báo đây và lấy số điện thoại liên hệ trực tiếp mình đấy nhá. Nếu mà tin nhắn mình không trả lời kịp thì các bạn gọi trực tiếp cho mình thôi, tại vì cái tin cuộc gọi điện thoại nó có mất có mấy phút thôi, mất có vài giây thôi, nó không đáng bao nhiêu tiền đâu nhá. Các bạn mua cả con máy mấy triệu các bạn tiếp gì cuộc gọi thì các bạn liên hệ trực tiếp cho mình nhá. Đấy nhá. Đấy, và xin chào và hẹn gặp lại clip tối ngày mai. Và thì chúc các bạn đang xem video mình một buổi tối ngon, và sắp đến Tết các bạn lại ủng hộ nhiều sản phẩm điện thoại cũ của mình nhé các bạn nhé.